Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Ra từ tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương. Đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương mong chờ, nhìn cọc bánh chưng mẹ lòng người thương mẹ già xa xôi. Mang vào chơi vơi xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã về xin hãy yêu đời
ta đón đời. Xuân hồng ngày mai. Xin cảm ơn.